Ơi, xin chào mọi người. Hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng đến với của anh Hiếu. Anh Hiếu ra. Ngày bố mẹ khó khăn sinh tôi ra đời. Ngày khó khăn của bố mẹ anh Hiếu. Thì hôm nay là mấy anh em trong phòng cũng có làm một bữa tiệc nhỏ nhỏ để kỷ niệm cái ngày này để chúc mừng anh Hiếu. Đây. Đây là anh Hiếu ra. Mọi người thấy thân xác và khuôn mặt này thân quen nhỉ? Bộ râu hơi điện thoại luôn này. Đấy. Bữa tiệc hôm nay nhẹ nhẹ thế này thôi. Bên đây là ảnh sáng. Quán ảnh sáng. Rồi Hiếu, kêu bạn kêu ý kiến vài điều nữa. Hôm nay thì không có gì hơn thì thôi ăn đã rồi tính sau, giờ đói. Đói. Ngỏ lời nói với anh em hết à? Biển là răng chưa soạn đồ ra ăn rồi mà chưa được ăn thì đói hết răng chứ. Ok. Vậy là thế anh em mình đứng đi hả? Dịp để mời cảm ơn chúc anh Hiếu vậy hả? Chúc sau. Chúc anh Hiếu cái sáng tuổi mới có nhiều sức khỏe cái đó. Rồi anh em chủ trong phòng như thế này có thì tình cảm bóng răng thì tình cảm nhiều hơn tí. Ôi. Anh nói đi, anh nói. Ôi trời ơi, thật chung là hôm nay là nó thực sự là nó cũng qua cái ngày mà nó trọng đài rồi. Nhưng mà qua hôm nay nhưng không sao. Nói chung là hôm nay là nó chỉ tâm hồi xưa tao đẻ được đẻ ra ngày xưa. Buổi tối thì nó tâm mới quá gần 12 gần 10 tiếng đồng hồ thôi. Đó thế nó cũng là chưa đi xa quá. Nhân cái dịp mà ngày mẹ cho mình chào đời, hôm nay có một cái tiệc nhỏ nhỏ thì ngồi quây quần là bên anh em tình cảm ấm áp. Anh em cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây tham dự buổi tiệc với chúng tôi. Trong lúc tiệc tùng bối rối có gì sơ xuất mong mọi người lượng thứ. Ok, yo! Mày quá xong đấy. Văn Miểu ơi, cay tí. Mà sinh nhật thì đúng, sinh nhật là ngày này mới đúng. Happy birthday! Ngày mà quá sinh nhật, vì những đề đã để có biết có thống được, nó chạy tới chứ. Ok. Mọi người dùng với gia đình không nhá? Bị khúc cả, mà ăn gà không lời thoại, đâm được hay được đấy. Xôi heo không được cá. Heo không lời thoại. Gà được rồi đó. Mời mọi người ăn cùng với gia đình nhá. Mình là sao? Bây giờ còn chậm nữa chứ. Gà tuyệt vời. Bán một chút bông để làm. Ăn một chút để làm. Cà đi. Không thích. Nãy không dám nên nhờ. Nín đi quả hợp lý nữa nè. Nín vừa vừa thôi, còn nín quá rồi nè. Nín quả đó mới cân nấu nè. Nín như thế này là giống như kiểu gà Việt Nam mình nữa. Đúng như trắng. Hẳn không dai quá mà hẳn không mềm như ở bên nhà. Tao thích nhiều gà đá. Giống gà đá. Nói xôi cả 15 phút là gà đá rồi. Về đập túng cái phòng đến tìm một cái quả. Tôi là cái càng lắm. Để bóp. Không biết. Còn cái video ông cả cho tỏi coi, mình tông nhận mình đi câu cả tỏi hôm qua. Mà cả này là cả đừng ngoan để thả. Cầm mọt không thả. Hả? Cầm mọt. Cầm mọt thả. Ông chí. Tả đó sao không biết mình nhiều mà bừ nữa. Bạn Nhật Bản là nó quán. À, gà con trống. À, anh của nhà mê. Tụi mê. Chịu kìa. Cái này chịu thế. Ngon mà. Chịu kìa. Cái này. Ôi ôi. Gà giống như kiểu cá hôi rồi đấy. Cái này như chịu luôn. Cái này ăn tốt. Được đâu đâu. Xin phép với cả nhà là thì sinh nhật của anh Hiếu thì của anh cả ấy. Là hạt bài đâu. Thì cũng phải có gọi là qua sinh nhật chứ. Thì bữa trước là cá là qua đang hoang nhưng mà đợt đi là kiểu tiền mặt. Đây là 3 triệu cho mọi người. Thì một quà đi. Đây gửi tỷ sinh nhật cho anh. Thế mua.
anh thích chi tiền mua, còn 3 triệu thì mấy anh em có tí... Anh bảo không được nghĩ đến vấn đề này. Khách bảo không được nghĩ. Lại không nghĩ, lại tống được không nghĩ. Không được nghĩ. Thôi, có gì anh muốn cái gì đó sao anh có thể chụp ảnh luôn lên biết được qua nhật. Qua sinh nhật của hôm... 5 phòng thôi, 5 phòng này. Nó cho biết nhá. Má nhà để được tiền chứ có. Được ảnh ra tên rồi nhé. Mãi ta ra ta mua thêm một đậu này vậy thôi. Ôi ôi, mua cái gì cũng mua. Mình tưởng là mãi mua thêm về tên học tiệm. Thôi ra đi. Thôi ra đi, châm tử. Chúc bác hiệu cái. Cô không đi cô cả đám đi, tên xe mình ngủ tí đâu tao đám thầy. À, đưa chén đây không? Chén đây. Ôi ôi à, ê, con em ăn thế này, sinh nhật nó thế này à? Mày tự nhiên tao sẽ đi 30 triệu đồng rồi. Dạ đo vào cả những mày 28 mấy. Thì cho luôn hai cổ nữa là 30. Uống chén đầu lấy sinh nhật để lóng đen. Nặng quá. Đừng nặng đây. Có bài đồ với mày. Lâu không ổn rồi. Khẹt. Nếu mày làm cái khẹt. Thì ủi ủi. Thầy trai thì hùng cãi. Giờ hùng bởi một ly cãi mặt rồi đấy. Bây giờ là hùng sẽ bắt bác ảo Việt Nam nữa. Nhưng mà hôm nay là phải đấy. Mọi người thấy có đồng bộ, cái sự đồng bộ nhà không? Đây là tem trắng với cái tem cam, hôm nay hai tem cam sẽ gặp tem trắng luôn. Đây như kiểu thủ tịch thừa giữa hai bên kiểu. Anh em mặc quần dài ấy. Có hồi đồng bộ đi. Đây đi khách, khách phí của họ vô mặc cái quần xà lòng. Còn anh em mặc quần dài ấy. Bên đâu trắng đầu cam, mình đấu nhau vậy. Bây giờ chủ gặp đó đi anh gặp nhiều. Còn là cho khách tự gặp nhau. Chủ tịch ngồi 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 đang chủ tịch ăn đang ngồi. Mùi em cả phụng vòng cái đi. À đấy ạ. Phụt phạt nữa. Thôi tao ổng chả hỏi được. Ngon à? Em thấy là ngon lắm. Con ạ, phải có cái, có cái chiêm hạng để cho ba con này. Tại mà tao mua cho tớ, tao mua để nhậu á, thì tao xét hai trái rồi. Mỗi em được ảnh buồn chán rồi. Kiểu đến ngủ thật, về nhà thì phải kiểu mọi sự chuẩn bị đầy đủ chú đáo quá. Bây giờ không uống được, kiểu tình cảm với em quá dạt dào ý. Sống với nhau giờ chứ là cũng gần 3 năm trời thôi chứ không phải đơn giản nữa. 3 năm trời với anh ta đòi đồng cảm thôi. 3 năm trời thôi, quá nhiều tình cảm. Mà là 2 trẻ đâu, đã được 3 năm thứ lên 3 năm rồi. Ở một trung tâm cũng phải 1 năm nữa. 5, 8 tháng, trung tâm 8 tháng như được. Bên đầu này cũng làm tháng. Tạm tháng nhé, bọn anh đang tạm tháng mà. Cho mẹ tôi. Lúc đầu mình cũng tạm tháng ấy. Bên có hai con tạm tháng. Bên đi chầm mà. Đây bên... chầm. À để không chầm chứ mà lâu. Bên nữa là do mình học nhanh, mình học lâu vậy rồi không? Bên học chầm này. Bên đi á, do học lâu thằng này em. Cũng học. Cũng học. Bên là mùng 5 tháng. Đấy từ thì đến tháng 4 tháng 14 tháng 1 nha. Mà đến 22 tháng 10, 17 thì có bao nhiêu tháng? Đến 9 tháng, 9 tháng. Không gì. Cái này không ngon hết. Ba hộp đấy, đầy hộp. Đấy hộp thì phải lâu lâu mới còn. Không một tí nữa được rồi. Đây là sốt của Thái Bảo. Sốt ở Bùng Hồng ấy. Bùng Hồng. Còn giọt sắc sắc. Cái này gì ấy? Tím tím. Không phải, không phải đâu. Mày tin nhưng mà ăn cũng thực sự là cuống lưỡi. Cuống lưỡi. Cuống lưỡi. Cái lưỡi lưỡi. Cuống lưỡi. À lưỡi lưỡi đền. Cái lưỡi nhưng mà phần cuống thì không. Mà người Nhật không ăn đâu, tại vì đây là những cái đồ này họ ghế. Nó là thành đa dạng rẻ. Quá. Wow. Mình ngon hết. Cái này cái ngon mà lưỡi lợn anh tắt chứ. Anh nghĩ cái bẩn lòng mà nó vấn đề. Nó muốn nguyên cục thịt nạc hơn. Thành phố thì sẽ tạo bắt mình để cái ăn. Bẩn lòng cái bẩn lòng nó vấn đề. Nói chung nó chỉ là chính tôi. Người đa của người Việt với người nước ngoài mua Nhật bọn nó không mua đâu. Ừ. Người ngoài á, đồ giá thì cũng có nhưng ít lắm. Cái số lượng người Nhật mà ăn là ít. Hầu như người ta mà bán cho người ngoài. Nhưng đây đang những cái đồ này cũng có nhiều. Số lượng có hàng. Một vài vị chẳng hạn. Thì mà người chúng ta thì thực tiếp lò mổ ấy. Anh em có muốn ăn long mà tưới ạ. Ở đây chỗ phút đồ lý ạ. Nó có cái lâm mà ăn đầy đủ luôn, mà bán được giống gần một cái sẹt á. Nó đầy đủ là mà đáng con tưới chứ không phải là để lâu phải đi chơi nữa. Tao vật ưng. Em nhá, có ăn ấy nhá, kể từ lúc không có. Tao vật ưng là đặt quả đầu mà làm nguyên quả đầu vào về đồ chợ á. Không, một khẩu làm giò đó ấy.
Bỏ nguyên quả thụ trong nồi bờ nó hầm rục. Nồi bị khởi à? Hầm rục xong rồi cầm miên mạng khởi. Đã diễn phong tỏi, phong ngủ phong tỏi chút anh cả chén. Có từ phong, đại diện đứng phong nữa. Trong cái phong to là có hai phong nhỏ. Đại diện phong nhỏ. Đại diện phong nhỏ để chúc cái phong nhỏ cái kia. Đại diện phong ngủ đơn chỗ hôm có công lý vậy này, đại diện phong ngủ cân tỏi phải. Thế nhá. Đến hai đội trưởng, mình thôi thì mình khó gặp nhau đi. Rồi hai người ôm bên đây. Rồi bên hoa rồi, tẩy cách thành lạc lòng quái. Rồi nữa đại diện phù trưởng phong rồi phù hái phù trưởng phong đồn đấy. Đó thì hôi tỉnh được hết nhưng mà vì nó cách thành lại lạc lòng quá nên nó để cho cách còn có cơ hội thử làm cái đó tí nhá. Đánh đám còn đi theo thì nó nói đi xuyên đi xỉa cả kiểu. Cảm ơn đây. Đây. Cả nguyên cái quán nhà trốn ra tao quán. Có không này. Ngày xưa chị bây giờ ủi ôi biết đấy. Đây là khó gặp nhau đấy. Chỗ này lấy hệ cài này. Là bữa hôm như là ước nguyện là làm lần lợi thoát mà chứ có ai ăn cả. Bữa đi ra anh em ta đi ăn. Ôi trời ơi. Ngon à, nát rồi, uống vàng hết. Thề luôn mà ăn xong xuôi rồi mà thề nó thở. Nhiều số quá. Nhiều quá. Nhiều quá. Tần nó phải 5 ngày ăn luôn. Ăn xong cũng ngán á, mờ như dâu mờ như quá, ngán. Có khi ăn được lần không lợi thoát. Nó lên nó không ngoan nữa. Thôi để chụp sinh nhật nhiều em. Chưa được hơn. Cảnh như là Hải Dương xem làm đến nơi rồi. Mình xem. Em xem rồi. Để sinh nhật em nhưng có chế làm chụp cánh sức khỏe rồi. Cảm ơn. Lọt. Vì là có mặt ở đây. Vì là có mặt. Cảm ơn vì tất cả. Chứ có chế mất và tất cả. Thôi ta rồi nha. Nhà nha. Bữa nay quẩy. Đạt quẩy. Ôi ôi. Ôi trời ơi. Mọi người ơi, cuộc tiệc hôm nay tổ chức cho thì là cùng ghen cơ bản thôi. Mà phải cơ bản mà gọi là cơ sống rồi đó. Giờ là còn quả cuối là xin chốt để kết thúc cái video đây cả nhá. Rồi anh em mình lưu lý để chúc anh nhiều một lần này. 2, 1, 2, 3 You, Happy New Year, 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 Happy có gì mọi người thông cảm tại vì hôm nay ăn uống cũng đàn bạc nhưng mà tình cảm thực sự là tình cảm không một ngày mai